Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại cái kênh của em, kênh của em 4.vn. Bây giờ sẽ tiếp tục giới thiệu với cả nhà những sản phẩm dụng cụ Nhật nội địa mới và cũ ha. Thì cả nhà có khi nghe nói chuyện có khi mà thông cảm nha. Cái viêm họng của em nó không có hết nổi. Hiện tại là nó rất là đau. Cho nên là cô tạm ngưng mấy hôm nay. Không hết hẳn nổi. Rồi bây giờ sẽ quay lại cái kính mà hàng ha, kính dùng để hàng của hiệu Toyo nội địa Nhật. Đây thì kính hàng này mọi người đeo vô là không có thấy gì hết trơn á, rất là đen luôn nha, cực kỳ đen luôn, không thấy gì luôn á. Chỉ cần khi chỉ thấy được cái mối hàng khi mà cái ánh sáng của máy hàng á. Đây giờ mình sẽ mở đèn led ra để cho mọi người thấy. Bình thường chúng ta sẽ nhìn vô chúng ta không thấy được, tối hù luôn. Đây ha, mọi người thấy không, đây là ánh sáng này, chúng ta chói không thì đó, thấy không, một cái vệt nhỏ như thế này nè, thấy không nè đó. Kính hàng Nhật Bản đó. Rồi, thì còn có cái một đó, còn một cái duy nhất. Giá của nó là 230.000, mã là A226. A226 giá 230. Và giá này là giá chưa phí ship. Cái đến giới thiệu lại cả nhà, một cái máy khoan này không rồi test rồi mà do nó bị trùng mã gì đó, cho nên là quay lại ha, của Ryobi, điện 110V và tốc độ của nó là 2400 RPM. Công suất của nó là 210W. Cái này còn đẹp nhưng mà nó có cái là nó chỉ có xoay một vòng thôi, tức là chỉ nó quay vô mà nó không có quay ra, nó không có đảo chiều á ha. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly, điện 110V. Cái này giá của nó là 250.000 ha. Lưu ý là điện 110V và em bao sóng, nhưng mà cấm điện lộ điện là không chịu trách nhiệm. A680 250.000 ha, 250, và giá này là giá chưa biết ship. Quay lại còn duy nhất còn một cái kìm nữa thôi đó, cái kìm Lobster, còn cái cây duy nhất một cây kìm Lobster, kích thước của nó là 175 ly, giá 550, mã là 7807, giá 550.000. Cái cây này thì chắc khỏi giới thiệu là cái nhà rồi đó. Cái này nó quay cũng khá là nhiều video của Lobster, hàng xịn. Nhiều anh em thì thích cái loại Mỹ, nó bấm cái loại bấm ở đây nè, tức là người ta bấm cái này, nó thay vì nó sẽ bấm như này nó đi ra, còn cái kia là hình như là nó bấm vô luôn hay vậy. Rồi hai ở mã là 7807 nha, giá 550.000, và giá này là giá chưa phí vận chuyển. Tiếp đến là một cái bào Stanley mới về. Cái bào này kích thước của nó 180, tức là cái chiều dài của nó. Xuất xứ của nó là Mexico. Để coi cái đường lưỡi bào ngang của nó chắc được là, cái này nó không có để là cái bề ngang nó bao nhiêu. Thì mở ra này. Cái này thì nó đóng chặt luôn cho nên mở cũng không được. Tức là cái bề ngang cái lưỡi bào á thì tầm nha, tầm 40 ly á, 40 ly đến 42 ly cái lưỡi bào ngang á. Còn cái chiều dài của nó thì nó 18 cm, từ đây đến đây. Đây nó có nút tăng chỉnh nè ha. Mọi người xài cái bào này thì yên tâm, cái là ở đây cái hãng nó có, bên hãng nó có cái lưỡi, nó bán cái lưỡi thay, cho nên là yên tâm mình sử dụng ha. Và cái này mình sử dụng cái lưỡi này mình mài được bình thường. Rồi cái này giá của nó là 820.000, mã là ST4202, ST4202 ha, giá 820.000. Thì cái này á, là hãng nó thường là nó sẽ bảo hành cho mình. Rồi tiếp tục là một cái nó kiểu như là nó bảo hành trọn đời đó, bảo hành trọn đời, nhưng mà
ý nghĩa của cái bộ hành là thí dụ như mọi người lại thí dụ như mắc cái con ốc này thì mình lại mình kiếm hỏi nó một là nó tặng con ốc hay là nó bán con ốc ha. Chứ mà thí dụ như mình ta vậy, chúng ta sử dụng mà vô tình ta làm rớt xuống nó bể đi, hay là chúng ta bào chúng cái đinh nó mẻ chúng ta đem lại chúng ta đền thì nó không chịu đâu ha, chúng ta không chịu đâu. Cái nào tức là bảo hành thì nói vậy thôi, mà đồ sắt thì biết chừng nào nó hư. Nếu mà nói về những cái dụng cụ này, kìm kéo thì nó hư, nhưng mà kìm kéo thì nó lại nói là hẳn nó sẽ bảo là cái gì, cắt ta cắt quá nhiều rồi, hoặc là chúng ta cắt cái gì cứng quá mẻ thì xong. Đó là bảo hành trọn đời thì chúng ta yên tâm, nói chung là chất lượng sử dụng thì mình đánh giá thôi, chứ mà nói bảo hành trọn đời thì không có đâu, không có 100% đâu. Rồi cái cưa này đã qua sử dụng, tức là đã có cái vết cưa rồi, hôm trước thì cưa mới, cái này còn đã có vết cưa rồi, cưa nội địa Nhật. Kích thước đó là 3 tấc, 3 tấc là cái tính cái đường lưỡi đó nha, 3 tấc đường lưỡi đó. Cái vỏ gỗ bột da, cái này thì giá sẽ bán chung với cái cưa gấp này, sẽ bán chung cái cưa gấp này thì nó đã qua sử dụng rồi, cưa này nó hơi cùng một tí. Mọi người đợi này em có cái cưa mọi người mua ha, về sử dụng, tức là cái này vẫn cưa được, chúng ta mài để chúng ta xài. Thì cái này ta 2 cây cưa này giá 380, mã của nó mọi người đọc là A277, nhắn A277 ha, A277 giá 380.000, 380, giá này là giá chưa phí ship. Tiếp tục là giới thiệu với cả nhà, đây là một cái thiết bị mới, một cái công cụ mới, dụng cụ mới. Này cái gọi này đúng hơn là cái thiết bị đó, tức là cái thiết bị này nó chia tách cái nguồn nước mình ra đây, tức là từ đây chúng ta đút vô thì một cái ví dụ chúng ta sử dụng là tưới vườn, một cái là đưa vô hồ cá, một cái là mình sử dụng sinh hoạt như là xịt rửa xe vân vân đó, tức là nó sẽ ra 4 cái như thế này. Hoặc là tưới vườn thì mình ở cái bên đây là tưới cho bên cái chậu lan, bên đây là tưới cho chậu mai, bên đây là tưới cho chậu gì đó vân vân ha, là mỗi thứ một bên chúng ta xả ra chúng ta sử dụng ha. Đó, cái này của xuất xứ của nó là Ba Lan nha, made in Ba Lan đó. Đây sử dụng người ta khóa lại cái anh mở ra. Và cái này á, thì thật chất á, mọi người muốn sử dụng để mà sử dụng đây thì chúng ta phải mua cái cúc này nữa. Cái cúc này là 55.000, 55.000 ha, 55.000. Thì cái cúc này á, cái mã của nó đó, sao bị chá trắng dữ ta. Đây, cái mã của nó đó là ID 3301, ID 3301, giá 55.000, 55.000 cho cái cúc này. Đây ha, thì cái cúc này á, nó sẽ gắn vào đây nè, cắm vào đây nè. Còn cái này là cái dây nước của mình, cái dây nước mình ha, khi mình sử dụng gì á, khi sử dụng thì mình chỉ cần nhấn bấm vô là nó sẽ dính vô đây. Nó rất là kín, nó không bị chảy nước từ lưa ha, và nó sạch sẽ. Còn ở đây thì chúng ta nói ở cái vòi nước của chúng ta, vòi nước ở nhà đó, chia ra, cái này gọi là chia dòng, cái chia dòng. Thì cái này cái mã của nó là ER3301. Đây, ER3301, giá của nó là 535.000. ER nha, 3301, chia dòng 535.000 cho cái này. Còn cái này là 55.000, 55.000, sản xuất tại Ba Lan, made in Ba Lan. Chữ Ba Lan đây đâu rồi? Dùng là hàng Surface là made in Ba Lan hết nè, made in Ba Lan. Rồi tiếp tục là một cái này nó bán cũng hơi chậm, cho nên mình sẽ bán có cái quà tặng ha. Đây, thật sự mà nói gì mấy mẫu này mua về quả dữ lắm luôn, tại vì mình cũng thích mua. Nhìn mấy bộ này ngắm, nhìn bộ này, mấy bộ này ghiền, cho nên mình rất là thích mấy bộ này, hay mua. Mà mua về bán không có lời, và bán rất là chậm, tại vì lý do là nó mất tiền ha. Anh em thích xài cái hàng rẻ tiền quen rồi, tức là hàng Đài Loan này nọ, hoặc là cũ hơn
thì cái hàng này của mình là nó nguyên bộ cho nên nó mất tiền và nó đẹp. Độ này 1/2 của tonne, 1/2 của tonne. Thì số thì nó đầy đủ hết á. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ha, đầy đủ hết. Chỉ nó có thiếu một cái, hình như là thiếu một cái gì ta, thiếu một cái thanh ngang thôi, cái thanh kiểu cái thanh nói, thiếu một cái thanh nói nè. Đó. Rồi cái này giá 2 triệu 7 thì mọi người mua hai cái bộ này, cái bộ này 2 triệu 7 sẽ được ha, được kèm theo một cái cần cần lực luôn. 2 triệu 7 kèm theo một cái cần lực 1/2 của Echo Rodas. Thì cái cây này nó hàng Nhật nhưng mà nó xuất Đài Loan, Made in Taiwan xuất Nhật. Nó căng á, thì nó căng được là từ 210 cho đến nhỏ nhất là 42 ha. Tức là nhỏ nhất là 42 và lớn nhất là 210. Đó, 210 căn của nó đó, căn này đồng 1/2 luôn. Rồi, thì mọi người mua cái hộp này sẽ kèm theo cái này luôn, là giá vẫn là 2 triệu 7, mã là 0101, 0101 2 triệu 7 ha, được kèm theo cái cần này luôn. Cần này trị giá nó 900 mình đang bán ha. Mình thanh lý cái này thì mình kèm tặng kèm đi luôn. 0101 giá 2 triệu 7, và giá này là giá chưa có phí ship. Tiếp tục là ba cái món hàng Trung Quốc xuất Nhật. Đây là cái cặp tốt vít cộng 2 và trừ 6. Còn cái này là những cái tốt vít nhiều mũi xuất Trung Quốc hết nha, Made in China xuất Nhật hết. Còn đây là một cái thước cuộn 20m cũng Made in China luôn, 20m nha, Made in China hết. Thì ba cái này em bán giá 120, mã là 0665, 0665 giá 120.000, và giá này là giá chưa phí ship. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin giúp em cái mã hàng vào số điện thoại 0933 11966 hoặc gọi điện. Đó, tùy cái nào mà anh em thấy nó tiện lợi cho mình đó thì mình làm. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà nha. Chào mọi người.